Xin chào toàn thể chị em và các bạn. Hôm nay Phong Việt chia sẻ chị em các bạn thêm một cách mới làm món kẹo chuối từ chuối tươi, cực kỳ đơn giản, chúng ta có thể làm ở nhà và vẫn ngon như ở ngoài tiệm luôn chị em các bạn nhé. Đặc biệt kẹo nấu ra có độ dẻo, mềm, thơm, ngọt thanh, không có bị gắt. Với cái thời tiết se lạnh mình có một cái kẹo thế này để ăn uống chung một ly trà nóng thì cực kỳ ngon luôn. Nhân dịp Tết đến xuân về, nhà chị em các bạn làm thêm cái món kẹo này để chiêu đãi khách thì không còn gì bằng luôn chị em các bạn. Thì để không mất thời gian của chị em các bạn nữa, thì bây giờ mời chị em các bạn cùng vào xem video để biết thêm cách làm mới này nhé. Thì để làm cái món kẹo chuối thì chị em các bạn cũng chuẩn bị cho mình một ít chuối chín nhé. Chuối thì ta mua cái chuối mà nó chín chín một xíu để mình làm kẹo thì nó ngọt hơn chị em các bạn ạ. Nó chín nó hơi thâm đen thế này thôi, nhưng mà khi làm kẹo rất là ngon. Thì hôm nay mình có ở đây là 2,5 kg cái chuối này, chắc lột ra thì tầm khoảng còn 2 kg chị em các bạn ạ. Đấy, chuối thì chị em các bạn mua cái chuối mà trong cái ruột nó hơi vàng thế này chị em các bạn này. Loại chuối này ăn rất là thơm và rất là ngọt luôn, nên làm kẹo cũng rất là ngon. Trước tiên thì mình sẽ lột bỏ cái phần vỏ chuối này nha chị em các bạn. Chúng ta lột bỏ cả cái phần gân này đi chị em các bạn nhé. Chuối thì có rất là nhiều loại chị em các bạn nhé. Có loại chuối ăn thì nó chín nó ngọt nhưng mà nó lại hơi có vị hơi chua chua, nó không được thơm. Nhưng có loại á thì ăn vừa ngọt vừa thơm. Đấy, như cái loại chuối mình mua đây chị em các bạn này. Chuối sau khi đã được lột sạch vỏ rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành đi làm cho cái chuối này nó nát ra chị em các bạn nhé. Thế mình dùng cái muôi lấy cơm chị em các bạn. Mình miết thế này để cho cái chuối nó mịn ra. Trong quá trình làm này nếu mà chị em gặp cái hạt thì mình lấy bỏ đi nhé. Mình để như vậy mình làm kẹo khi mình ăn vào nó không được ngon miệng đâu. Mình phải miết cho mịn ra thì khi mình trên kẹo đó, kẹo nó mịn, khi mình làm cái kẹo ra trông nó mịn màng nó ngon. Thì với khoảng 2 kg chuối thành phẩm thì mình sử dụng 2 quả thơm, mỗi quả tầm khoảng mức nửa ký chị em các bạn nhé. Thơm này thì mình sẽ băm, sau đó mình cắt cho nhỏ nhỏ mình cho vào chị em các bạn nhé, để cho nó ngon. Với lại cái thơm mình cho vào đó, khi mình nấu kẹo lên, kẹo nó có cái độ ngọt thanh, nó không có ngọt gắt. Thế cái phần loại cứng này thì mình bỏ đi nha chị em các bạn. Thì với 2 cây chuối thì mình sử dụng ở đây là 600g đường nha chị em các bạn. Mình sẽ trộn cho đường nó đều cái chuối với cái thơm này nha chị em các bạn nhé. Rồi bây giờ mình để đây để cho đường nó tan ra hết, để mình sẽ đem đi trên nha chị em các bạn. Thì mình để khoảng tầm 20 phút là được nha. Bước tiếp theo thì mình sẽ đi sên kẹo chị em các bạn nhé. Mình sẽ cho chuối vào chảo nhé. Chị em các bạn làm nhiều á thì sử dụng cái chảo nó hơi rộng rộng một chút. Thì cái công việc sên kẹo này á thì cái thời gian nó cũng phải hơi lâu một xíu nha chị em các bạn nhé. Mình không thể làm gấp được, bởi vì chúng ta không thể sên cái lửa lớn, mình chỉ sên cái mức lửa nhỏ thôi chị em các bạn ạ. Để cái chuối nó keo lại dần dần á thì nó mới ngon. Mà nếu mà mình sên lửa lớn á thì chuối nó khô, cái đường nó cháy, nó trở thành giống như kiểu mà màu nước caramel, rồi sau đó nó lại chuyển sang cái nước kiểu nước hàng đó, nó bị khét, cho nên nó không ngon nhé. Thì bắt buộc chị em các bạn cần phải sên lửa nhỏ, mà chúng ta sên từ từ. Thì sên tầm khoảng 2 tiếng đó thì cái món kẹo chuối khi mình nấu ra có cái màu đẹp, rồi khi mình ăn cái miếng kẹo nó thơm, nó không có cái mùi khét đó, thì cái kẹo mình làm nó mới ngon được chị em các bạn nhé. Tuy nó mất thời gian một chút nhưng mà mình làm ở nhà mình ăn thì nó đảm bảo an toàn hơn. Và chuối sau khi mình đã xào khoảng được 30 phút rồi nha chị em các bạn. Đấy, bây giờ nó cũng bắt đầu hơi sệt lại rồi. Mình sẽ cho gừng vào nhé. Thì với 2 kg chuối thì mình sẽ cho vào đây khoảng 200g gừng. Gừng thì mình sẽ thái sợi ra nha chị em các bạn. Mình rửa sạch, mình để cả vỏ cho nó thơm nha chị em các bạn nhé. Thời điểm này thì chị em các bạn nhớ là phải đảo liên tục để khỏi đường nó bị đứng dưới cái đáy chảo nhé. Đứng dưới cái đáy chảo là nó bị khét, cái lại nó cháy cái đường ra, màu kẹo nó cũng không được đẹp. Đây chị em các bạn nhìn thấy này, kẹo bây giờ nó rất là dẻo này, mình đảo rất là nặng tay rồi đó chị em các bạn. Nhưng mà thế này vẫn là chưa được đâu chị em các bạn này. Mình sẽ tiếp tục đảo nhé. Bao giờ cái kẹo nó chuyển lên một cái màu, nó hơi chuyển sang màu cánh gián á, và nó phải là thật là dẻo thì mới là được cái chị em các bạn. Mình nấu kỹ á, làm kỹ á thì mình để được lâu,
kẹo nó không có bị chảy nước nhé. Đấy, kẹo mình nấu cái nó dẻo như vậy và nó lên cái màu cánh gián như vậy là được rồi chị em các bạn này. Bây giờ mình sẽ cho vào đây một ít mè rang nhé. Thì hôm nay mình sử dụng ở đây là 150g mè rang này chị em các bạn này. Mình sẽ cho vào đây phân nửa, còn một phân nửa thì lát nữa mình sẽ cho vào sau nhé. Mình cho cái mè vào thế này á, khi mình ăn cái miếng kẹo nó rất là thơm. Tiếp theo thì mình sẽ cho vào đây là 800g đậu phộng rang. Đậu phộng này thì chị em các bạn là rang rồi chúng ta loại bỏ cái vỏ ngoài đi nhé. Cách rang đậu phộng để giòn thơm được lâu á và không có bị hôi dầu thì mình cũng đã chia sẻ cho chị em các bạn trong cái video nấu kẹo rồi nhé. Mình trộn cho nó đều chị em các bạn nhé, để khi mình ăn một miếng kẹo đó nó có đậu phộng, có mè, có chuối nó mới ngon được. Rất là dẻo luôn chị em các bạn, giờ trộn nó rất là nặng tay luôn. Mình cho vào đây một cái típ dầu chuối để mình tăng thêm cái hương thơm cho cái món kẹo này chị em các bạn nhé. Chị em không thích sử dụng dầu chuối thì có thể sử dụng hương vani cũng được, nhưng mà hương vani á thì mình cho vào thường hay bị đắng kẹo đó, cho nên mình cũng không thích. Mình cho cái dầu chuối vào mình thấy nó thơm hơn. Bây giờ mình cho dầu chuối vào rồi thì mình tắt bếp và mình đảo cho đều là rồi mình sẽ đưa kẹo ra. Rồi bây giờ mình sẽ dàn ra chị em các bạn nhé. Thì độ dày mỏng thì tùy nhé. Chị em các bạn muốn làm cái kẹo nó dày thì mình làm dày, mà làm mỏng thì làm mỏng. Nhưng mà cũng đừng mỏng quá thì nó cũng không ngon á. Mình làm cái độ dày tầm khoảng hơn 1 phân là được. Rồi bây giờ mình sẽ rắc một lớp mè lên trên bề mặt này luôn chị em các bạn nhé. Thế bây giờ mình để kẹo nó nguội tự nhiên rồi sau đó mình sẽ cắt chị em các bạn nhé. Giờ nó còn rất là nóng cho nên nó còn rất mềm, rất khó. Kẹo sau khi mình để được một lát thì bây giờ kẹo nó cũng đã nguội rồi nha chị em các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắt kẹo ra nhé. Kẹo rất là dẻo luôn chị em các bạn nhé. Đấy thì cái kẹo các bạn muốn cắt cái độ dài, cái độ rộng bao nhiêu thì mình cắt nhé. Tùy theo sở thích của chị em và các bạn. Theo cái khổ của cái túi khi mình mua nhé, mình cắt để mình cho vào cho nó vừa nhé chị em các bạn. Mình mà cắt nó dài quá hoặc là to quá mình bỏ nó không vào nó không vừa nhé. Đấy thì để mình cho kẹo vào đây, mình bảo quản kẹo cho được lâu đó, để khi mình lấy ra mình ăn cho nó dễ. Rồi bây giờ mình sẽ tấm thêm một lớp mè của cái mặt dưới này nữa để mình cho kẹo vào trong túi nhé chị em các bạn. Đấy. Mình tấm thế này để nhìn cái kẹo cho nó đẹp, với lại khi mình cho vào túi nó cũng dễ hơn. Rồi kẹo sau khi mình cho vào túi thế này rồi nhé chị em các bạn, mình sẽ hàn cái mí này lại. Hôm nay mình sẽ sử dụng cái kẹp tóc mini như thế này này để mình hàn cho nó dễ nha chị em các bạn. Đấy, chúng ta dùng cái kẹp tóc chúng ta hàn lại cái là nó đứng cứng ngắc lại luôn, thấy không? Làm thế này vừa nhanh mà nó rất là dễ luôn chị em các bạn. Thì để bảo quản kẹo thì chúng ta sẽ cho vào trong cái túi như thế này, hoặc là chị em các bạn dùng cái túi kiếng cũng được, rồi mình bọc lại cũng được. Còn mà không có thì mình mua cái túi thế này để mình về mình làm cho nó đẹp nha chị em các bạn. Để Tết là mình đem ra mình chiêu đại khách thì người ta nhìn cũng chả khác gì cái kẹo mà mình mua ngoài quán ngoài hàng đâu. Rồi đây là những cái kẹo chuối mà mình đã đóng bịch vào đây rồi chị em các bạn này, trông rất là xinh xắn, rất là đẹp luôn. Làm thế này á nó vừa bảo quản được lâu mà rất là vệ sinh an toàn nha chị em các bạn. Đấy, bây giờ mình xé ra để mình thưởng thức cho chị em các bạn xem nhé. Cái túi nó rất là hợp lệ, mình xé cái túi cho mình cầm cái túi này mình ăn luôn. Đấy, trông rất là ngon này. Hai bên mình đều tẩm mè, trên giữa nó cũng đôi hạt mè, đậu phộng. Trong cái kẹo màu rất là đẹp luôn, màu cánh gián này. Đặc điểm cái kẹo nó dẻo lắm chị em các bạn, mùi rất là thơm. Thì cách nấu kẹo chuối mình chia sẻ hôm nay cho chị em các bạn đây thì cũng rất là dễ. Chị em các bạn có thể nấu tại nhà để cho gia đình thưởng thức trong dịp lễ Tết, hoặc là nếu chị em các bạn có thể kinh doanh, muốn làm kinh doanh cũng được nhé.
chúng ta có thể nấu kẹo chuối để bán cũng được. Thì món kẹo chuối này á, mình làm đây với công thức này á, nó ít ngọt, ăn nó chỉ có độ ngọt thanh, nó không có ngọt gắt, cho nên ăn rất là ngon. Và mời chị em các bạn nhé. Kẹo thơm dẻo, ăn đậu phộng rất là thơm này, rất là ngon luôn. Cái này mà uống thêm lít trà nóng là cực kỳ luôn chị em các bạn nhé. Thì chúng ta có thể là cho kẹo vào trong hộp hoặc là cho vào trong túi mình cất để mình ăn dần chị em các bạn nhé. Mình có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh hoặc là để nơi thoáng mát được. Và mình cảm ơn chị em các bạn đã dành thời gian xem video của mình và đồng hành với mình trong suốt thời gian qua nhé. Hy vọng rằng qua cái video hôm nay chị em có thêm một món kẹo chuối ngon cho gia đình thưởng thức trong dịp lễ Tết này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại chị em và các bạn trong những video tiếp theo.